thầy. Dạ chào thầy. Chào hai bạn. Chào Thu Hiền, hôm nay khỏe không? Em khỏe. Chào thầy, đây là thầy Ngọc Biếu, là thầy dạy yoga cho Hiền. Và ngày hôm nay Hiền sẽ nhờ thầy giúp cho Hùng giải quyết những vấn đề mà Hùng đang cần phải giải quyết ngày hôm nay. Chào Hùng, hôm nay Hùng bị vấn đề gì? Dạ. Sao dạo này nhìn ông có vẻ mệt mỏi mà hốc hác quá vậy? Dạo này tôi hơi căng thẳng. Với lại công việc nó hơi nhiều. Cho nên là một phần là bị mất ngủ, không ngủ được. Chắc là ham công tiếc việc nữa chứ gì, phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Thật sự là tôi muốn á, nhưng mà thời gian thì quá ít, mà công việc thì lại quá nhiều. Cho nên là để mà dành thời gian thì rất là khó. Sẵn tiện hôm nay ở phòng tập thì Hiền cũng có một cái cách này giúp Hùng có thể ngủ ngon hơn và bớt stress để có thể hoàn thành công việc tốt hơn. Ủa đó là cách nào? Đi theo Hiền đi. Ok. Cái vấn đề đó là cái hiện trạng của xã hội bây giờ. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho hai bạn vài động tác yoga để giúp giải tỏa cái vấn đề căng thẳng cũng như mất ngủ của Hùng nha. Mời các bạn. Namaste, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về những động tác tập yoga để giúp giảm stress và cũng như là có thể ngủ ngon hơn. Và đặc biệt hôm nay để hỗ trợ cho bài tập, nó là Xuân Hùng và bạn Thu Hiền ạ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bài tập ạ. Nam thì chúng ta để chân trái ở dưới, sau đó để chân phải mình ở trên. Và đối với nữ thì chúng ta sẽ để chân phải ở dưới và để chân trái ở trên. Đây là gọi là tư thế bán già. Bởi vì khi các bạn mới tập, các bạn chưa đủ dẻo phần khớp hông. Chúng ta chỉ cần để như vậy nhẹ nhàng, đừng có làm khó mình. Và tiếp theo là chúng ta sẽ thủ ứng. Hai tay để lên, hai ngón này chụm lại với nhau. Sau đó để lên đầu gối của mình. Trước khi mỗi bài tập, chúng ta đều phải tập trung vào hít thở để điều hòa cái nhịp tim cũng như tập trung tinh thần của mình. Nhẹ nhàng chúng ta nhắm mắt mình lại, thả lỏng suy nghĩ của mình, thả lỏng đốt sống cổ, thả lỏng bả vai. Hướng tâm trí của mình vào hơi thở, nhẹ nhàng hít một hơi sâu xuống bụng. Bụng chúng ta phình lên hết cỡ nào. Thở một hơi dài ra, hấp sát bụng vào cột sống lưng dưới. Đẩy hơi từ bụng lên mũi. Chúng ta nhớ là trong yoga chúng ta chỉ hít thở bằng phần mũi, không dùng phần miệng. Và chúng ta cứ nhẹ nhàng hít thở trong khoảng 1 phút. Và sau 1 phút chúng ta nhẹ nhàng hai mắt vẫn nhắm, hai lòng bàn tay chúng ta chà sát vào nhau nào. Nhẹ nhàng để hai tay vào hai mắt của mình. Từ từ vuốt nhẹ xuống hai bên má. Cầm. Sau đó từ từ để hai tay mình ra xa. Mắt mở. Chúng ta bắt đầu bài ha. Thì trước khi vào bài chúng ta không thể quên được, đó là phần khởi động. Và các bạn nên nhớ rằng phần khởi động rất là quan trọng. Bởi vì các bạn khởi động không kỹ trong yoga, nó dễ gây đến những tình trạng như là chấn thương, đau nhức, hoặc là dễ bị chuột rút trong quá trình mình tập ha. Và đầu tiên, cái cần thiết nhất đó chính là khởi động phần cổ. Nó sẽ giúp nó giảm cái tình trạng thoái hóa ha. Đầu tiên, thở ra chúng ta cầm chạm xương ức nào. Nhẹ nhàng xoay tròn cổ từ phải qua trái nào. Chúng ta cứ nhẹ nhàng từ từ xoay tròn. Trở lại cầm chạm xương ức. Hít vào lên, kéo dạng cuốn họng mình lên nào. Thở ra xuống cầm chạm xương ức. Chúng ta dừng lại đó, thẳng lưng lên, đẩy ngực mình lên, đẩy cầm mình lên cao. Sau khi dừng ở đây 8 nhịp rồi, chúng ta thở ra cầm chạm xương ức. Và bây giờ hít vào mở rộng hai tay mình ra. Ở tư thế này, chúng ta sẽ tập cho hai bên lưng, khởi động hai bên lưng của mình. Và nhớ là chúng ta không di chuyển hai đầu gối, chúng ta chỉ di chuyển hai phần lưng và phần eo của mình thôi. Hít vào, thở ra nghiêng về bên phải. Hít lên, thở chạy. Hít, thở, giữ lại ở đây. Nếu các bạn có thể hơn, từ từ hạ cùi chỏ mình xuống, thẳng cùi chỏ tay trái, mở rộng bả vai mình thẳng lên trên nhà. Nhớ là duy trì nhịp thở bằng phần mũi của mình. Các bạn nhìn nè, tư thế của bạn Xuân Hùng tương đối là chuẩn. Bạn ấy đã kéo giãn hoàn toàn nguyên phần lưng và eo của mình.
Ở đây sẽ giúp các bạn kéo căng nguyên phần này, đồng thời giúp nó giảm mỡ phần hông của mình kế bên đường của mình ha. Lên trở lại nào. Thở ra chạy. Thẳng cùi chỏ tay phải, nhìn thẳng lên trần nhà nào. Chúng ta phải tiếp tục giữ ở đây 8 nhịp. Rồi chúng ta lên trở lại nào. Bỏ tay xuống nhẹ nhàng và từ từ duỗi hai chân mình ra nào. Sau đó chúng ta úp hai lòng bàn chân mình vào nhau, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn chân, kéo gót vào tí, giữ thẳng lưng, nhẹ nhàng dập hai chân của mình, giữ lại nào, hai tay nắm mu bàn chân, kéo sát gót vào người mình tí, hít vào đẩy ngực mình lên, thẳng lưng, nhìn thẳng lên, thở ra duỗi dài lưng dưới mình. Đối với động tác này, nó sẽ giúp các bạn kéo giãn hoàn toàn phần lưng dưới. Nhất là đối với các bạn chúng ta làm văn phòng hay bị đau nhất phần lưng dưới, nó sẽ tác động vào phần lưng dưới, lưu thông máu huyết tốt hoàn toàn bằng phần cột sống của mình. Trở lại nào hai bạn. Thở ra. Và vừa rồi chúng ta vừa khởi động xong bài khởi động nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ tới với tư thế con mèo. Ở đây làm sao để đầu gối bằng với phần mông của mình. Hai lòng bàn tay mở rộng, lòng bàn tay, cổ tay, cùi chỏ và bả vai trên một đường thẳng. Đầu tiên chúng ta thẳng người lên. Khi hít vào đẩy phần cột sống lưng dưới mình xuống, cùi chỏ vẫn giữ thẳng, đẩy cằm mình nhìn thẳng lên trần nhà. Khi thở ra cuộn tròn cái lưng mình lại, hớp bụng sát vào cột sống, thăm chạm xương ức. Hết lên. Hạ xuống. Hết lên. Hạ xuống. Hết lên. Giữ lại ở đó. Hai bạn cố gắng đẩy cầm mình lên cao, đẩy cái lưng dưới mình xuống, vẫn duy trì nhịp thở bình thường. Một. Hai. Bảy. Tạm thở ra, hớp bụng sát vào, cuộn tròn lưng, cầm chạm xương ức nào, trở lại ở giữa nào. Và ở đây có một lưu ý nhỏ đến các bạn khi tập, là các bạn cố gắng mở rộng lòng bàn tay mình ra, chống xuống sàn. Bởi vì nhất là các bạn nữ, cổ tay thường rất yếu, nhưng mà khi các bạn tập thường hay chụm cái bàn tay mình lại, khi nó chụm cái lực bằng cái cổ tay nhiều quá thì nó sẽ gây lên cái chứng gọi là đau cổ tay, gọi là hội chứng đau cổ tay ở phụ nữ. Nên khi tập các bạn cố gắng mở rộng lòng bàn tay mình ra, toàn bộ lực nó sẽ chia đều xuống lòng bàn tay, thì lúc đó nó sẽ giảm thiểu cái vấn đề áp lực bên cổ tay của mình các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ trở lại vị trí ở giữa và chúng ta đứng lên. Động tác tiếp theo gọi là động tác tam giác. Hai tay nắm cổ chân, nhẹ nhàng hít vào, thở ra, từ từ hạ người xuống. Đối các bạn bị huyết áp rối loạn tiền đình, chúng ta giữ ở đây thôi, nhìn thẳng về đằng trước. Và các bạn có thể sâu hơn, cố gắng hít thở nha. Và chúng ta nhớ là trong yoga phần hít thở rất là quan trọng, nên chúng ta đừng có bỏ qua phần hít thở. Nhiều bạn bây giờ đi tập yoga, chúng ta chỉ chú trọng vào động tác, chúng ta lại quên đi cái hơi thở. 4 5 6 7 8 Lên trở lại nào. Sau đó chúng ta khép chân mình lại, nhẹ nhàng ngồi xuống trở lại nào. Và tiếp theo chúng ta sẽ xoay ngang người mình lại. Các bạn để hai bàn chân chụm vào nhau, hai gót chân chụm vào nhau, kéo sát vào người mình tí, nhẹ nhàng nằm người xuống nào. Sau đó kéo sát gót vào người, hai tay để lên hai đùi, ấn hai đùi mình xuống sàn, ép sát người xuống, giữ ở đó, từ từ hít thở nào. Nhớ là hít thở phần mũi và phần bụng. Ở động tác này các bạn nhìn thấy rất là đơn giản, nhưng nó rất là tốt cho phần hông và phần lưng dưới của mình.
các bạn cố gắng ép cái phần lưng dưới mình xuống, đừng để nó bị bứng lên khỏi mặt sàn. Các bạn cố gắng hít thở cho đều. Động tác này nó tác động vào phần thắt lưng dưới của mình, đồng thời phần khớp hông. Khi các bạn làm việc văn phòng nhiều, ngồi nhiều, cái phần lưng dưới các bạn sẽ dễ dàng bị nhức. Nó sẽ dẫn đến tình trạng tạo áp lực lên cột sống của mình. Khi những cái áp lực tạo nên quá nhiều, các bạn sẽ dẫn đến cái chứng máu huyết không lưu thông, rất là dễ bị khó ngủ. Và đặc biệt đối với nữ, khi các bạn tập những cái động tác về khớp hông nhiều, nó sẽ tác động vào cái hóc môn nữ của mình, và đặc biệt tác động vào cái phần buồng trứng của mình. Nó sẽ giúp các bạn cái phần tử cung mình hoạt động tốt, nó sẽ tránh được những cái nhiều bệnh về tử cung của phụ nữ. Và sau khi ở động tác này khoảng 1 phút, sau đó chúng ta giơ hai chân mình lên 90 độ. Giữ lại ở đó, hai tay mở rộng ra hai bên. Ấp lòng bàn tay xuống sàn. Thẳng đầu gối. Nhẹ nhàng hít thở. Giữ ở đây khoảng 1 phút. Đối với động tác này, nó sẽ giúp các bạn máu chúng ta xuôi lại, về trở lại. Bởi vì tại sao? Bình thường chúng ta đi cả ngày, toàn bộ máu nó dồn vào đôi chân của chúng ta, nó sẽ dẫn đến tình trạng như là giãn tĩnh mạch chân, hoặc là máu chỉ xuôi xuống mà không chảy ngược lên trở lại. Bởi vì động tác này nó là rất tốt cho các bạn nào bị giãn tĩnh mạch chân, đi đứng nhiều bằng giày cao gót, hoặc là chúng ta làm việc lễ tân, hoặc là những công việc chúng ta đi đứng hơi nhiều. Nếu ở nhà, các bạn có thể gác hai chân mình lên tường vuông góc như vậy, và sau đó hít thở đều. Lúc đó các bạn nhiều khi chúng ta ngủ vào giấc ngủ lúc nào chúng ta không hay. Sau khi giữ động tác này 1 phút, chúng ta lại tiếp tục ấp hai lòng bàn chân mình vào nhau, hai tay nắm lấy mu bàn chân. Sau đó nhẹ nhàng ép cái chân mình vào phần bụng của mình, sau đó ép sát phần lưng dưới mình xuống sàn, và tiếp tục giữ lại ở đó, hít thở. Sau đó chúng ta nhẹ nhàng khép hai chân mình lại, hai tay ôm lấy hai chân, ép sát vào bụng mình và ép cái lưng dưới mình xuống tiếp tục nào. Và sau đó chúng ta nhẹ nhàng nghiêng người về bên phải, từ từ chống hai tay ngồi dậy nào, trở lại đằng trước. Tại sao chúng ta lại nghiêng người về bên phải? Chúng ta nằm ngồi dậy bởi vì trái tim mỗi con người chúng ta nằm bên trái. Khi các bạn mà khi ngủ dậy hoặc là khi các bạn nghiêng về bên trái, nó sẽ gây ra áp lực lên trái tim của mình, nó không tốt. Bởi vậy chúng ta tốt nhất nên nghiêng về bên phải khi ngồi dậy. Và sau quá trình chúng ta tập những cái động tác, chúng ta phải có động tác chả thế. Thì cái động tác chả thế tốt nhất là động tác em bé nằm. Tư thế em bé nằm, đầu tiên chúng ta sẽ ngồi vào tư thế kim cương. Tư thế này gọi là tư thế kim cương, Diamond Pose. Sau đó gót chúng ta chạm vào mông, và nhẹ nhàng chúng ta ép cái bụng mình xuống phần đùi, hai tay duỗi thẳng về đằng trước, và nhẹ nhàng hít thở, và cũng duy trì ở đây trong vòng 1 phút. Cũng như các bạn đã biết, yoga người ta nói nghĩa là phối hợp, và trong đó chúng ta có đi thế và chả thế. Đi thế là chúng ta làm những động tác uốn, chúng ta sẽ trả lại những động tác về đằng trước. Thì tư thế em bé nằm là tư thế dễ dàng nhất và giúp các bạn thoải mái và thư giãn toàn bộ cơ thể của mình. Và đặc biệt đối với các bạn nào mà chúng ta có em bé, khoảng từ tháng thứ nhất đến tháng thứ ba chúng ta vẫn vận động mạnh không được, vẫn tập yoga không được, thì chúng ta có thể làm ở tư thế em bé nằm. Chúng ta mỗi ngày hít thở như vậy khoảng 5 phút thì cái hơi thở nó rất là tốt cho bà mẹ và đứa con trong bụng. Cái tư thế em bé nằm cũng giống như một đứa bé đang ở trong bụng mẹ được cuộn tròn mình. Và cái tư thế cuộn tròn là tư thế kéo giãn cái lưng và an toàn nhất cho bản thân mình. Sau khi giữ ở đó 1 phút, chúng ta nhẹ nhàng nâng người mình lên, bỏ tay xuống nào. Sau khi trả thế xong thì chúng ta vẫn phải có tư thế để mà thư giãn, mở rộng hai chân mình bằng thảm, nằm người xuống nào, hai tay mở rộng, lòng bàn tay ngửa lên trần nhà, thả lỏng hai chân mình, có thể buông lỏng cơ thể hoàn toàn. Và chúng ta bây giờ ngồi dậy nào, sau 1 phút thư giãn chúng ta trở lại vị trí ban đầu, hai tay thủ ứng, mắt nhắm lại,
chúng ta lại nhẹ nhàng hít thở. Hai mắt vẫn nhắm, hai lòng bàn tay chúng ta lại chạm sát vào nhau. Nhẹ nhàng để hai tay vào hai mắt của mình. Từ từ vuốt về xuống hai bên má. Chạm. Từ từ để hai tay mình ra xa, mắt mở. Cách chúng ta tới đây là kết thúc bài giảng ha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Và Biếu cũng rất là mong những cái bài tập đơn giản này có thể giúp các bạn có thể giải tỏa được một phần nào căng thẳng trong cuộc sống, cũng như giúp chúng ta có những giấc ngủ sâu hơn. Bởi vì người ta thường nói là ăn được, ngủ được, sướng như tiên. Bởi vậy giấc ngủ rất là quan trọng. Và cũng hy vọng trong những chương trình tới, các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và theo dõi những bài giảng của Biếu tại Đẹp 360. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Đừng quên follow fanpage Đẹp 360 để trải nghiệm những thú vị này cùng chúng tôi nhé.